Xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Tổng kho Nhật Bãi Văn Quân. Và lời đầu tiên xin kính chúc tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của dân tộc Việt Nam chúng ta. Kính chúc tất cả các bác có một kỳ nghỉ hạnh phúc và vui vẻ, nhiều niềm vui bên gia đình và bên người thân, bên bạn bè. Và hôm nay nhân dịp ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ có rất là nhiều khuyến mại và giảm giá các phần quà tại kho Nhật Bãi bên em. Các cái hàng lướt, hàng bãi, hàng thanh lý theo lô nguyên bản, nguyên zin của nó. Bác nào cần món gì ta lô trực tiếp cho em. Vâng, rất nhiều đồ đấy ạ. Vâng, rất là nhiều đồ. Ghế massage, các loại phụ kiện đồ chơi xe đạp, vợt cầu lông, vợt tennis, Yonex. Vâng. Vợt tennis Yonex, thì còn một cây vợt nguyên hộp, nguyên nguyên bao da của Yonex. Yonex này là một hàng cây vợt nổi tiếng sản xuất trực tiếp tại Nhật. Thì còn một cái vợt này nó bằng titanium. Vâng, đây là một cây vợt rất là cao cấp của Made in Japan Nhật, sản xuất trực tiếp tại Nhật và sử dụng vật liệu vô cùng quý hiếm bằng titanium. Vật liệu này là sử dụng cho ngành hàng không vũ trụ hàng trăm, hàng nghìn năm các bác nhá. Đấy. Và rất là nhiều đồ xe đạp và cầu lông, một cây cầu lông full carbon của Made in USA của Mỹ xuất Nhật, hàng thi đấu tại Nhật. Vâng, cây vợt 77, cun 77, vâng, full carbon nano, hàng rất cao cấp. Và rất là nhiều phụ kiện khác gửi đến tất cả anh chị em nhé. Vâng, bây giờ đi vào từng sản phẩm và cuối chương trình bên em sẽ xả kho cho các bác những sản phẩm giảm giá và khuyến mại để phục vụ tất cả anh chị em. Và có cả chiếc xe đạp tuyệt đẹp của thế giới này nữa. Và con nào đi qua kênh thì nhớ ủng hộ kênh, đăng ký kênh. Nồi cơm điện, vâng, nồi cơm điện, hàng lọc khí tốt cho sức khỏe. Vâng, Panasonic, đây là Made in Japan Nhật các bác nhá. Vâng, đây ạ, đây là dòng lọc khí Panasonic của Made in Japan Nhật. Đấy, Made in Japan Nhật đây các bác ơi. Em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác sử dụng. Và rất là nhiều đồ được gửi đến tất cả các bác. Kính ạ, vâng, kính xe đạp đầu tiên các nhá, kính xe đạp đầu tiên này. Vâng, nếu nói về kính thì nếu mà nói là kính thì sản xuất trực tiếp tại Nhật thì nó vô cùng là hàng cao cấp và rất là đắt tiền các bác nhá. Rất đắt tiền, nếu mà các bác sử dụng những loại kính ở Nhật, nếu mà giá chưa thanh lý thì nó rất là đắt tiền. Bởi vì các bác có thể là tham khảo trực tiếp ở những cái quán shop mà hàng kính ở ngoài, các bác biết rồi. Nếu mà kính sản xuất hàng nội địa của Nhật mà giá gốc của nó rất là cao, rất là cao. Cho nên là những cái hàng thanh lý như loại kính này, kính Nhật bãi này, thì giá của nó vô cùng là ngon. Bởi vì bên Nhật người ta sử dụng kính rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì kính này nó bảo vệ mắt, nó có thể là bảo vệ ánh sáng mặt trời, bảo vệ tia UV, chống tia UV và làm đẹp cho bản thân của mình các bác ạ. Thì bên Nhật thì có các loại kính, đợt này về thì còn mấy loại kính độ, ví dụ mấy loại kính thời trang, kính dâm thì sẽ giới thiệu đến tất cả các bác nhé. Kính xe đạp nữa, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Vâng, kính đầu tiên là kính vâng, đầu tiên sẽ là kính độ đi. Kính độ thì hoặc là đầu tiên là kính độ nhé các bác nhé, để các bác dùng. Thì hiện tại là bên em có các loại kính độ của hàng nội địa của Nhật. Đây ạ. Kính nội địa của Nhật thì nó có các cái kính từ 1,5 này, 1,5 này, 1,75 này, 2, này, 2,25 này, 2,25 này. Đấy, 2,25 và 1 phẩy có này, 1 phẩy có này, đây 1 phẩy có này các bác này, có cả còn 1 phẩy nữa này. Đây các bác xem những cái hàng nội địa của Nhật, người ta sản xuất kính rất là ngon.
Đấy, mắt kính rất ngon nhá, kính cận. Và nó rất là chi tiết tỉ mỉ. Hàng chất lượng rất cao, hàng rất chất lượng rất cao. Và kính nhật thì hiện tại là còn cho tới 3,5 độ. Vâng, có cả mã 3,5 độ này các bác nhá. 3,25 có. Nhưng mà số lượng của nó không có nhiều, bởi vì là nó lắc đác thôi, nó thanh lý theo lô kính của nó. Thì các loại độ phẩy này thì các bác phải báo cho em nhá. Báo cho em biết thì em mới ấy được. Thì nó sẽ còn đa số thì nó còn là từ 1 phẩy thì còn 1 phẩy này, 1 độ này, 1,5 này, 1,75 này, 2 này, 2,25 này, 2,25 này, 2,5 này, 2,5 này, 2,5 này, 3 này, 3 này các bác này, 3 này, 3 này, 3 này. Đấy, 3 đến 3,5. 3,5, có cả 3,5. Có cả 3,5 các bác nhá, có cả 3,5 và 3,25 có một cái. 3,25 có một cái. Và 1,25, 1,25 thì còn hai cái. 1,25 này, còn hai cái 1,25. Đấy, kính này là hãng của nội địa Nhật các bác nhá. Đây là kính Hà Nội địa Nhật thì cho nên là các bác dùng những kính Hà Nội địa Nhật rất ngon. Và kính này thì có các cái mã của nó, nhiều mã của nó rất là cao cấp. Vâng. Và báo giá cho các bác là một cái kính Nhật này thì kính độ Nhật này thì báo giá cho các bác với giá là 450k. Vâng, rất rẻ và quá rẻ rồi các bác ạ. Vâng. Rất rẻ rồi. Và kính này thì các bác dùng rất nhiều luôn, bởi vì khi các bác có tuổi rồi thì các bác đọc sách nhiều khi đọc sách, đọc báo hay xem điện thoại của nó khó nhìn thì các bác có thể là sắm cho mình dự phòng một cái này. Đấy, dự phòng cho mình một cái kính này nhé các bác nhá. Và nhân dịp mà Quốc Khánh và bên em sẽ giảm cho các bác 450k thì xuống còn 400k và bao ship toàn quốc coi nhá. 400k. Vâng, giảm còn 400k và bao ship toàn quốc. Duy nhất trong hôm nay và ngày mai các bác nhá. Duy nhất trong hôm nay và ngày mai. Và còn kính thời trang, kính dâm. Đây, kính thời trang, kính dâm thì anh em sẽ xem còn cái kính nào thì bên em sẽ giới thiệu trực tiếp cho các bác này. Vâng, kính da gu, một chiếc kính da gu các bác ơi, đây là một chiếc kính da gu này. Có một cái chiếc kính da gu này. Thương hiệu của nó là da gu, cái này là da gu, hình như là cái này là thương hiệu của Pháp xuất Nhật thì phải các bác nhá. Kính này là kính độ của nó là 2 độ. Vâng, 2 độ. Kính 2 độ này các bác này, kính 2 độ da gu. Chiếc này thì sẽ báo giá trực tiếp cho các bác với giá là kính mắt gọng là gọng nâu cà phê. Gọng nâu cà phê, kính 2 độ này. Đây, kính da gu, thương hiệu da gu của Pháp nổi tiếng này. Kính này thì báo giá cho các bác với giá là 700k. Và sẽ khuyến mại cho các bác với giá là 600k. Các bác nhá, 600k cho một chiếc kính da gu, có một chiếc duy nhất thôi. Cái này là 2 độ, vâng, 2 độ. Đấy, 2 độ này. Vâng, đây là chiếc kính còn nguyên hộp. Vâng, đây các bác xem luôn một chiếc kính còn nguyên hộp này nhá. Nguyên hộp này. Và chiếc kính này là sản xuất trực tiếp tại Made in Japan. Vâng, đây các bác xem. Made in Japan đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Made in Japan. Made in Japan. Kính titanium. Vâng, kính này là kính titanium. Vâng, những cái gọng titan này là rất là đắt tiền các bác nhá. Vâng. Gọng titanium rất đắt tiền. Đấy. Và kính này sẽ là có. Xem nào, em xem nào. Vâng, kính này là kính hàng độ. Độ của nó này, độ của nó em xem đây nó bao nhiêu độ. Kính này là kính 1,5 1,5 độ à. Vâng, chiếc kính này là có nguyên hộp này các bác này. Thanh lý nguyên hộp cho các bác này. Titanium, gọng của nó là gọng titanium. Vâng, các bác chơi kính là các bác chơi gọng nữa nhá. Chơi gọng là chủ yếu thôi. Chơi gọng chủ yếu. Titanium. Siêu siêu gì, siêu xịn luôn này các bác này.
hàng titanium của Nhật, sản xuất trực tiếp tại Made in Japan Nhật. Vâng, chiếc này có cần khảo nguyên hộp này. Và chiếc này thì thanh lý cho các bác với giá là 850k một chiếc nhá. Nguyên hộp của nó 850k. Cái này là kính độ nhá. Vâng, kính độ. Cái này là khoảng tầm 1,5 độ. 1,5 độ. Đấy, kính Made in Japan. Hoàn toàn là các kính nội địa Nhật của nó. Nó rất là ngon và rất là rẻ các bác nhá. Vâng, đây rồi. Tiếp tục là một chiếc kính còn hộp của nó đây. Kính này là kính hiệu của nó đây. Vâng, kính này là kính hàng hiệu Clutter Aki Dior, kính Dior. Vâng, đây một chiếc kính Dior các bác ơi, kính Dior thì quá nổi tiếng thế giới rồi. Triton Dior, một chiếc kính Triton Dior. Khá là đẹp luôn. Vâng, cao cấp và siêu siêu đẹp luôn, một chiếc kính Dior này. Rất xịn luôn các bác này. Cái này thì em kiểm tra xem nó là độ hay là cái gì đây. Đây, thương hiệu được, hàng hiệu luôn nhá, Dior nhá. Hàng hiệu Dior. Vâng, chiếc kính này là có độ của nó rất là một độ. Vâng, kính này là kính một độ này các bác ơi. Kính một độ các bác xem nhìn cái kính hàng hiệu của nó này. Vâng, cái gọng của nó này. Đấy, gọng của nó này. Đấy, khá là cao cấp. Gọng này là gọng của nó là gọng mạ vàng các bác nhá. Gọng mạ vàng, gọng kính Dior. Vâng, chiếc này thanh lý tròn cho các bác với giá là tròn 1 triệu một chiếc. Vâng, kính Dior. Các bác nhìn thấy chưa? Đây, gọng của nó này. Gọng mạ vàng, vàng gold. Và rất đẹp, kính Dior. Cái này thì các bác có thể tặng cho các bác nữ thì tuyệt vời. Các bác yêu ngay. 1 triệu, tròn 1 triệu ạ. Và kính hàng hiệu Dior. Đây, kính này. Tiếp theo là một chiếc kính mắt ngọc. Vâng, đây chiếc kính này là kính thời trang thôi các bác nhá. Kính thời trang. Kính thời trang mắt ngọc. Và kính này để sản xuất trực tiếp tại Made in Japan. Vâng. Các bác nhìn thấy chưa? Made in Japan chưa? Vâng, đây, Made in Japan đây. Sản xuất kính ngọc này là sản xuất trực tiếp tại Made in Japan. Rất cao cấp. Vâng. Kính này là kính của hãng Bahnman. Bahnman Paris, nhưng sản xuất trực tiếp tại Made in Japan. Những kính sản xuất trực tiếp tại Made in Japan nó có độ cao cấp nhất định và giá rất là cao. Đấy, cho nên là những kính thanh lý như thế này thì các bác có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc kính. Kính này là kính thời trang, kính mắt ngọc, và thanh lý cho các bác với giá chỉ có tròn 950k một chiếc thôi các bác nhé. 950k chiếc kính Made in Japan. Toàn là hàng Nhật, chất lượng cực kỳ là cao. Và một chiếc kính tiếp theo là kính dâm. Của nó là hộp da này. Của nó hộp da. Kính Polix. Polix sản xuất. Cái này là sản xuất trực tiếp tại Made in Italy. Italy là Ý. Vâng các bạn nhá. Chiếc kính này là chiếc kính cảnh sát Ý. Xuất Nhật đây các bạn này. Polix này. Vâng, kính này thì các bác rất là khó tìm ở bên ngoài bởi vì nó số lượng của nó, thanh lý của nó rất là ít. Vâng, đây, kính của nó, các bác xem kính mắt, kính của nó này, kính dâm này, tuyệt đẹp luôn nhá, tuyệt đẹp luôn này. Đấy, Polix cảnh sát, cái này là kính Ý xuất Nhật, hàng cao cấp, hàng tuyển chọn. Cái này thì các bác rất là khó tìm ở trong những cái cửa hàng nhá các bác nhá. Ở cửa hàng bình thường không có, bởi vì đây là hàng Nhật về. Đấy. Về độ sắc sảo và độ tinh xảo của nó rất là ngon. Và kính rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Kính rất nhẹ nhàng thôi. Kính rất nhẹ nhàng và rất là ngon. Mắt của nó là mắt màu đen. Vâng, màu đen. Màu đen sang trọng. Gọng của nó hoàn toàn là gọng màu đen hết. Vâng, rất là mạnh mẽ. Đấy, kính rất mạnh mẽ các bác nhé. Kính màu đen rất mạnh mẽ. Cái này là phù hợp cho đàn ông mạnh mẽ. Với giá thanh lý cho các bác cái kính này 800k. Vâng, 800k thôi. Còn nguyên hộp da của nó này. Hộp da Polix của nó này các bác này. Vâng, có cả còn cả khăn lau.
kính Nhật ấy. Vâng, kính Nhật về đấy. Vâng, và một chiếc kính nữa này. Kính này là kính các bác nhìn, cái kính này là các bác nhìn là biết là họ là kính gì rồi. Đây là một chiếc kính vận động viên của Gold này các bác này. Vận động viên Gold đang đánh Gold này. Kính này là kính Fairway này. Các bác xem là kính đánh Gold thì bao giờ nó là hàng kính của những người rất lắm tiền. Vâng. Và thanh lý được cho các bác một chiếc kính này thì quả thật là rất là tuyệt vời. Bởi vì giá của nó rất là rẻ thôi. Đây gọng của nó đây. Đấy, gọng của nó siêu siêu xịn luôn này. Fairway. Kính rất đẹp luôn. Vâng. Nhẹ nhàng. Vâng. Rất nhẹ nhàng các bác nhé. Nhẹ nhàng nhưng mà nó đẳng cấp cao các bác rồi. Vâng. Đẳng cấp cao. Đấy. Những cái kính này các bác vào trong cửa hàng mà là chính hãng của nó thì phải rơi vào tiền triệu. Vâng, bao nhiêu tiền, mấy triệu đấy các bác ạ. Cho nên là các bác được thanh lý như này thì quá ngon rồi. Đây nó còn nguyên tem này các bác này. Đây. Giá gốc của nó là 24.000 yên Nhật đây. 24.000 yên Nhật. Và giá thanh lý tại Nhật về là 15.000. Đấy, 15.000. Đấy. Và giá thanh lý của Việt Nam chúng ta sẽ là một chiếc kính này thì là thanh lý hôm nay nhân ngày ưu đãi của shop thì thanh lý cho các bác với giá là tròn 690k một chiếc kính Gold. Cái này là kính thời trang thôi các bác nhé. Kính này là kính thời trang. Đấy, kính thời trang và kính đọc điện thoại, kính chống tia UV, kính mắt chống ánh nắng, kính chống ánh sáng xanh của điện thoại với giá là 690k. Đấy, siêu xịn luôn các anh nhá. Kính Gold của nó là siêu xịn luôn. Đây là hàng kính rất là ngon. Và thương hiệu của nó đây, nó có cả thương hiệu ở đây mà các bác nhá. Kính này là kính thương hiệu Fairway nhá. Đây Fairway đây. Fairway đây. Đấy, Fairway này. Kính Gold này. Đấy. Các bác nào nhanh tay sở hữu có đúng một con này thôi. Đúng một con kính này thôi. Chứ không có nhiều các bác. Đây còn một chiếc kính nữa là kính một chiếc kính, cái này là chính kính Armani. Vâng, Armani của Made in Italy. Cái này là nguyên, còn nguyên hộp. Vâng, kính này là các bác xem hãng rất nổi tiếng luôn này các bác này. Mắt của nó là mắt đen, gọng của nó là gọng màu đen và chữ của nó là chữ màu vàng. Đấy, kính Armani. Vâng, kính này là mắt của nó là mắt hình chữ nhật. Cái này là bác nào mắt các bác đây. Các bác mặt dài dài thì các bác đeo thì tuyệt vời, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, tuyệt đẹp luôn. Cái này thì phù hợp với các bác và mặt già. Thì bác nào cần thì báo giá trực tiếp cho các bác. Một chiếc kính này là tròn 900. Vâng, 900. Vâng, thanh lý cho các bác còn tròn 900 các bác nhé. Đấy, còn nguyên hộp này. Và tiếp theo là kính Titanium. Một chiếc kính cuối cùng trong kính cận độ là Titanium này các bác. À, cái này là kính thời trang chứ. Vâng, cái này là kính thời trang Titanium. Siêu xịn luôn này các bác này. Vâng, hôm nay thanh lý giá rẻ cho các bác kính Titanium này. Vâng, thì kính Titanium của Nhật này. Mắt của nó là mắt tròn này, gọng của nó là gọng vàng này. Đấy, vàng đồng này, Titan này. Vâng, Titan các nhá, gọng Titan nhá. Vâng, Titan này là rất là ắc tiền. Thanh lý cho các bác với giá là 700. 700 một chiếc này. Kính này là kính thời trang. Kính thời trang. Và tiếp theo là kính đạp xe. Kính đạp xe thì bên em có kính hiện tại là còn kính đạp xe của Bontrager USA này. Kính đạp xe của Bontrager là một thương hiệu rất nổi tiếng và rất lớn, được gửi đến tất cả anh chị em, một trong những thương hiệu Bontrager nổi tiếng. Kính Bontrager, một cặp kính này hôm nay thanh lý luôn cho các bác một cặp kính của Bontrager. Có kính đi đêm này, đổi màu này. Đây các bác xem này, gọng của nó đây. Gọng của nó là gọng bền siêu dẻo, kính siêu mềm, siêu dẻo, kể cả về mắt kính,
Bonchenger USA sản xuất trực tiếp tại Mỹ và thanh lý tại Nhật về cho một quãng đường rất dài và thanh lý về chúng ta. Và một cặp kính này bên em hôm nay thanh lý cho các bác một cặp kính, cái này là kính đổi màu này, mắt trắng này. Thì các bác mua một lấy một cặp này thì các bác có thể thay từ mắt này sang mắt này, từ mắt này sang mắt này cũng được. Các bác thay đổi nhau thì nó rất là tuyệt vời. Và hôm nay thanh lý cho các bác từ đây là giá thanh lý 800 thanh lý cho các bác tròn 7. Vâng, tròn 700 một cặp kính của Bonchenger này. Vâng, số lượng còn rất ít cho nên bên em sẽ hôm nay sẽ thanh lý cho các bác và khả năng cao là chuẩn bị hết hàng. Đấy, cho nên các bác nào đặt thì alo cho em nhá. 700 một cặp nhá. Và kính Bonchenger, kính xe đẹp. Và một chiếc kính Ý, và kính Ý của nó là vân của nó là vân gỗ. Đấy, kính thời trang Ý. Và kính đạp xe Ý, chống tia UV, kính đổi màu, mắt xanh đổi sang màu. Mắt xanh đổi màu. Kính siêu cao cấp. Kính này thì các bác có thể là đạp xe hoặc là các bác đi du lịch cặp đôi thì rất ngon. Vâng. Kính sản xuất trực tiếp tại Ý, Italy, Ý các nhá. Siêu đẹp luôn. Kính của nó là rất là vân, rất đẹp. Cực đẹp. Và kính này là kính độc đáo, kính rất là hiếm có các bác nhá. Hiếm có. Đấy, rất là hiếm có khi có kính này thanh lý. Và các bác có thể là sắm cho mình một chiếc kính này để các bác có thể là đi chơi đạp xe vô tư. Hoặc và đặc biệt các bác xem điện thoại nhiều thì các bác dùng kính này để chống lại những ánh sáng xanh của điện thoại thì nó là vô cùng cao cấp. Đấy, vô cùng ngon. Và khi các bác đọc điện thoại thì hay bị khô mắt các bác nhé. Rất hay bị khô mắt. Đấy, các bác dùng kính này thì quá tuyệt vời rồi. Cái này là ánh sáng xanh không thể lọt vào được đâu các bác nhé. Và rất đẹp luôn. Và thanh lý trực tiếp cho các bác một chiếc kính Ý này với giá là 390k một chiếc hôm nay. Vâng, 390k một chiếc kính Ý, siêu đẹp luôn. Vâng, tiếp theo là gửi đến tất cả anh chị em. Đôi giày cá sấu, giày cá sấu hiện tại em còn màu nâu này. Màu nâu này là size 42. Giày cá sấu hàng cao cấp, hàng tuyển chọn, hàng đỉnh cao của Nhật về đây. Vâng, đôi giày cá sấu của nó là còn size 42 màu nâu này. Các bác lên đơn cho em size 42 màu nâu này. Vâng, cá sấu của hãng Paris Pháp. Vâng, Paris Pháp xuất Nhật, hàng cao cấp này. Cá sấu Pháp, hàng nguyên da của nó luôn. Đây các bác xem luôn, có các cái đường vân gù rất ngon nhá. Vâng, tuyệt vời luôn này các bác này. Những đôi cá sấu này vừa ngon vừa rẻ mà lại còn giá thanh lý, hàng xịn, hàng thanh lý nguyên lô, chưa sử dụng. Vâng, chưa sử dụng. Đáy của nó đây các bác này. Rẻ thì quá ngon rồi. Bảo hành cá sấu cho các bác với thời hạn bảo hành ra là 2 năm đấy các bác ơi. Vâng. Hàng xịn đét đẹp, đẹp luôn, bảo hành cho các bác với 2 năm luôn. Tại kho của bên em luôn. Bởi vì Nhật về hàng tuyển chọn, hàng xịn luôn. Siêu cao cấp luôn. Đấy các bác nhá. Và thanh lý cho các bác với giá một đôi giày size 42 màu nâu này. Với giá hôm nay ưu đãi từ 3.900.000 xuống còn cho các bác 2.500.000 một đôi. Bác nào cần thì nhanh tay sở hữu cho mình một đôi cá sấu cao cao cấp. Size 49 còn một đôi màu nâu. Vâng, còn một đúng một đôi màu nâu. Đấy, cá sấu các bác đi nó phải đẹp như thế này nó mới đẳng cấp này. 39 đây các bác nhá. Vâng, giày Nhật về này, hàng thanh lý tại Nhật về nguyên lô, giá da cá sấu đẳng cấp nhất. Vâng. Mà nó còn rẻ nữa các bác ạ. Vâng, đây. Các bác xem một đôi cá sấu nó còn nguyên xịn như thế này, cân xứng như thế này. Đấy, siêu đẹp như thế này, siêu cao cấp như thế này. Nguyên da của nó, nguyên da tươi này, nguyên da của nó luôn này các bác này. Đây là nguyên da của cá sấu đấy các bác nhá. Nguyên da của cá sấu đấy ạ. Vâng. Nguyên da cá sấu đấy. Hàng chính hãng của nó đấy. Và 2.500.000
đôi 39, một đôi bộ size đôi 42 một đôi nhá. Có 2.500.000 rồi các bác ạ. Bảo hành ra cho các bác 2 năm luôn. Đỉnh cao của giày ca sấu. Mẫu đẹp tuyệt vời. Một chiếc mũ mới về tiếp theo đây, các bác nhìn luôn một chiếc mũ mới về đây ạ. Mũ hàng MET, màu của nó là một màu rất đỉnh cao luôn, kết hợp màu cực đẹp, dáng mũ cực đỉnh. Vâng, đây khóa của nó đây, to nhỏ đây. Đây các bác có thể nhìn một chiếc mũ màu kết hợp màu trắng, màu xám, màu đen đỉnh cao luôn, màu đỏ nữa này, tuyệt vời. Một chiếc mũ rất tuyệt vời. Mũ này sản xuất trực tiếp tại MET là Mỹ các bác nhé. Hàng thanh lý, hàng Nhật đấy ạ. Kho Nhật về thì các bác cứ yên tâm sử dụng cho nó đẳng cấp. Vâng đây, hàng thanh lý tại Made in USA nhá. À, sản xuất trực tiếp tại Made in USA và thanh lý tại Nhật nhá. Vâng, mũ đẹp. Vâng, chiếc mũ này thanh lý cho các bác với giá 950k. Vâng, 950k các bác ạ. Mũ đẹp xịn. Mũ Special Line. Đây là mũ Special Line, các bác xem những cái đường chỉ của nó rất đẹp luôn. Và mũ này là mũ rất là nhỏ gọn. Và mũ này là kiểu dáng của nó rất là tinh tế. Vâng, tròn. Và đây, rất là nhiều lỗ thông thoáng. Mũ Special Line của Mỹ này. Thanh lý trực tiếp cho các bác mũ này là 600. Hôm nay 600. Và mũ MET này thanh lý tròn cho các bác là 900 các bác nhá. Tròn 900 nhân ngày đại lễ, vâng, đại lễ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và một chiếc mũ OS cuộc của Mỹ, cao cấp của Mỹ, vâng, Made in USA của Mỹ này. Siêu đẹp luôn này các bác ơi. Bên trong này, đấy, các bác nhìn siêu đẹp luôn này. Bên ngoài này, bên ngoài là một màu đỏ chỉ đen các bác nhá. Mũ OS cuộc cực đẹp luôn. Về dáng mũ là dài trường mũ rất rộng luôn. Đằng trước các bác xem nhìn cân xứng nhau này. Thiết kế hoàn toàn là đẹp luôn này. Một chiếc mũ hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại này. Vâng, rất đẹp. Mũ màu đỏ chỉ đen Edward Mỹ, xe đua cao cấp Edward. Thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 1.500.000. Và hôm nay khuyến mại và thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 1.350.000. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em chiếc này nhá. Vâng, chiếc này có một chiếc thôi. Và chiếc mũ vân carbon này các bác ơi, có một chiếc mũ vân carbon. Đây các bác có thể ngắm về từng hình dáng của nó này. Chiếc mũ Magic. Vâng, carbon. Chiếc mũ Magic Carbon này sản xuất trực tiếp tại Made in Japan. Vâng, sản xuất trực tiếp tại kho Nhật là Made in Japan về. Và thanh lý trực tiếp cho các bác một chiếc mũ này với giá của một chiếc mũ này là 750. Vâng, tròn 700 các bác nhá. Tròn 700 cho một chiếc mũ carbon. Một chiếc, có một chiếc. Vâng, thanh lý cho các bác một chiếc vật cầu lông. Vâng, một cầu lông full carbon nhá. Cầu lông này là một môn thể thao toàn diện này các bác ạ. Vâng, Made in USA, cầu lông của nó là cầu lông full carbon nano. Full carbon nano, Fram nano, hàng cao cấp. Đây là hàng thương hiệu của nó là CULT của Mỹ, Made in USA của Mỹ. Hàng này là hàng 4U. 4U của Mỹ nó tương đương với 3U của châu Á các bác nhá. Vâng, siêu nhẹ luôn. Siêu nhẹ luôn, nhẹ chỉ có 82g thôi. 82g thôi các bác nhá. Vâng, đây. Thông số trực tiếp tại đây. Full carbon luôn. Lưới của nó là lưới căng trực tiếp từ nhà sản xuất Made in USA của Mỹ rồi, cho nên là các bác dùng thôi. Bởi vì đây là một vật cầu lông được thanh lý 99%. Và đây là vật thi đấu nhá các bác nhá. Đây là một chiếc vật thi đấu. Hiện tại là chỉ còn số lượng khoảng tầm 8 chiếc. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em.
để thi đấu. Vâng, các bác có thể thi đấu đơn, thi đấu đôi thoải mái. Vâng, đây ạ. Siêu đẹp và siêu xịn luôn cho một chiếc vợt này. Cầu lông các bác đánh sướng lắm. Cái này thì các bác có thể sắm cho cả nhà mình chơi. Nam nữ chơi thì quá tuyệt vời rồi. Một môn rất là hay. Và thanh lý cho các bác hôm nay, thanh lý cho các bác một cây vợt cầu lông này với giá là tròn 500k một chiếc, một vợt. Đấy. Vâng, và thanh lý trực tiếp cho các bác một 500 thì còn 450k một vợt cầu lông này. Đấy. Vâng, vợt cầu lông này thì nó là bằng full carbon. Nó có thể nâng lên hai chiếc xe đạp như này. Đấy, nâng được hai chiếc xe đạp như này các bác nhá. Chiếc xe đạp to như thế này mà nó nâng lên hai chiếc các bác ạ. Đây. Nâng được hai chiếc xe đạp này các bác nhá. Đấy, các bác thấy cái vợt cầu lông nó kinh điển chưa? Quá kinh điển luôn. Và thanh lý cho các bác một cây vợt Yonex. Đây, nó có cả, nó thanh lý cho mình cả một cái bao da Yonex như này luôn này. Titanium. Vâng, vợt Yonex Titanium. Đây các bác xem luôn. Titanium nó cao cấp hơn carbon rất là nhiều các bác nhá. Titan này là một hàng hiếm. Vâng, hiếm. Mà được sản xuất trực tiếp tại hàng của Yonex của Japan này nữa thì nó là cả đẳng cấp rồi. Titan đấy các bác ạ. Vâng. Vợt này thì lưới của nó thì các bác không cần phải căng lại, các bác chơi luôn bởi vì nó rất là xịn rồi. Rất là cao cấp, rất là xịn rồi. Cây vợt bền bỉ cao cấp và bền bỉ siêu đẹp luôn, siêu xịn luôn. Cái này thì đàn ông đánh thì tuyệt vời rồi các bác nhá, bởi vì đàn ông nó mạnh mẽ. Nó dùng titan nó mạnh mẽ các bác nhá. Phụ nữ thì đa số người ta dùng carbon nhiều, nhưng đàn ông mà dùng titan này thì nói là đẳng cấp đàn ông. Tuyệt đẹp luôn. Thanh lý trực tiếp cho các bác một chiếc vợt này với giá là tròn 900. Vâng, 900k cho một chiếc vợt titan. Vâng, đèn Bonchenger hiện tại là hết. Vâng, đèn Bonchenger của Mỹ hết rồi. Đây, còn chiếc thì đã nhận đơn của các bác rồi. Hàng về thanh lý về rất ngon. Các bác đã sử dụng hết đèn rồi và các bác chơi đèn rất nhiều luôn các bác ạ. Và tiếp tục, vâng, tiếp tục gửi đến cho các bác các loại giày nhá. Giày đạp xe, giày chạy bộ. Đấy. Thanh lý cho các bác một đôi giày nữa này. Vâng, thanh lý trực tiếp cho các bác một đôi giày duy nhất, size này là size 42. Giày đổi màu. Giày đổi màu nhá, mà màu chính của nó là một màu xanh tuyệt vời luôn. Các bác nhìn thấy chưa? Màu xanh tuyệt vời này. Màu xanh này là màu xanh đổi màu. Đấy, các bác nhìn thấy cái màu xanh nó đẹp thế này. Tuyệt đẹp luôn. Siêu bền luôn và siêu xịn luôn, có hai khóa này. Vâng, một giày này là giày sản xuất trực tiếp tại Nhật. Vâng, giày không can. Một đôi duy nhất. Vâng, rất là chi tiết, nó có thể nó họ thiết kế cả bọc này để chống khi các bác va quẹt gì vào những cái hòn gạch, hòn đá thì nó sẽ không bị xước da. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Xung quanh viền của nó này. Đấy, tuyệt vời luôn. Thanh lý cho các bác 950k. Và thanh lý cho các bác tròn một đôi, còn đôi duy nhất thanh lý cho các bác với giá là 860k. Các bác nào size 42 thì vừa. Size 42 thì vừa. Đấy, size 42 thì vừa. À, cái này chỉ duy nhất có một size thôi. Đôi này chỉ có duy nhất có một size. Vâng, đây made in USA đây. Đôi duy nhất có một size là size 41 các bác nhá. Vâng, chiếc đôi này là duy nhất size 41. Bác nào mà đi thì alo trực tiếp cho em. Đây, size và tiếp theo giày không can đạp xe thì còn đôi màu trắng đỏ này. Màu trắng đỏ này thì em xem nó còn size bao nhiêu. Giày trắng đỏ này còn size 41 này. 41 này. 41 này. Đấy. Và chiếc size này với size là, vâng, size của nó là size 41 à? 41 và 40 các bác nhá. 41 và 40 này các bác ơi. Vâng, size 41 và 40. Bác nào đi thì alo trực tiếp cho em. Có hai khóa. Vâng, quá rất ngon, rất xịn luôn, giày cực đẹp luôn. Đấy, giày này thì
Vâng, quá đẹp. Và hai màu mẫu giày đổi màu và giày titan, màu bạc titan. Đấy, giày bạc titan của Nhật này. Không can này. Màu titan này có hai khóa và nó có size từ 40, 41 và 42, 43 có hết. Vâng, đôi này thì nó về nguyên lô. Đấy, các bác nào cần thì alo cho em một đôi giày titan này 42 khóa với giá là 900. Và đôi giày đổi màu này, các bác nhìn thấy đổi màu chưa? Vâng, đôi đổi màu này. Đôi đổi màu này với giá là 900. Đấy. Về các loại túi xe đạp thì bên em lại tiếp tục gửi đến các bác các loại túi. Đây là túi vừa nhỏ xinh nhá. Vâng, túi này là túi carbon này. Cái túi này thì nhỏ xinh thôi, chứ nó không đựng được nhiều đồ như các túi khác. Mẫu này là mẫu nho nhỏ xinh xinh. Vâng, mẫu nho nhỏ xinh xinh cho các bác thôi. Đấy, vừa vặn, khoảng tầm chiều dài của nó khoảng tầm 18 phân, 18-19 phân này. Và chiều ngang của nó khoảng tầm 12 phân, 10 phân, 11 phân gì đó. Vâng, chiếc túi carbon, túi siêu xịn luôn các bác nhá. Túi này thì chống mưa, chống nước vô tư. Các bác nào cần cái túi nho nhỏ xinh xinh để các bác để trên khung sườn xe thì các bác alo trực tiếp cho em này. Vâng, túi Nhật đấy, vâng, cái này Nhật về này, đấy. Và thanh lý cho các bác túi này là 200. Chiếc túi này 200. 200 này. Túi carbon dưới sườn này các bác này. Dưới sườn các bác để cái dưới sườn như này. Đây các bác để dưới sườn như này. Đấy, để sát vào đây. Túi này là 200, túi carbon dưới sườn, cái này rất là cần thiết. Vâng, cái này cần thiết các bác nhá. Túi này cần thiết 200. À, 250 các bác nhá, 250. Thì còn 200, đây khuyến mại luôn cho các bác 200. Túi tam giác, vâng, túi tam giác dưới sườn. Cái này các bác bỏ các bộ quần áo nhỏ nhỏ, áo mưa vào đây, hay các đồ dùng thể dục thể thao vào đây ngon. Túi màu vàng còn một chiếc, thanh lý cho các bác 150 này. Màu đen còn chiếc, thanh lý luôn cho các bác với giá là 150 này, túi carbon này. Đấy, cái này thì các bác chống mưa chống nước vô tư, túi carbon màu đen 150. Túi 3 ngăn, vâng, túi 3 ngăn trên này để điện thoại. Túi 3 ngăn này thanh lý luôn cho các bác với giá là 150 này. Túi này là siêu bền, siêu xịn luôn các bác nhá. Rất bền, rất xịn luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Và tiếp theo là túi 3 ngăn vân carbon. Đấy, túi 3 ngăn vân carbon. Trên để điện thoại và hai ngăn này bác đỏ bỏ đồ. Và thanh lý hôm nay thanh lý cho các bác với giá là 380k một chiếc. Vâng. 380k một chiếc túi 3 ngăn carbon siêu xịn luôn. Và cái túi nước và túi carbon để ở cái phần giá nước. Đây các bác có thể để vào cái giá nước như thế này. Đấy. Để các bác bỏ đồ thì nó rất là nhìn nó rất là sang trọng và rất là đẹp. Đấy. Túi này thì thanh lý cho các bác hôm nay là 200k một chiếc. Vâng, túi gọng nước. Và gọng nước này chuẩn bị về loa của nó, về một loại loa của nó cũng là túi loa như thế này. Nó tầm đến đây. Chiếc loa mới chuẩn bị về cập bến thì nó sẽ các bác cài vào gọng nước này để các bác nghe nó sướng đời lắm các bác ạ. Về phần titanium thì hiện tại bên em còn những cái mốt titan ghi đông titanium cao cấp của Đức, đẳng cấp nhất trong các loại xe. Và một cái pô tăng titan này. Vâng. Siêu cao cấp luôn. Vâng, siêu cao cấp luôn, bền 100 năm, 200 năm luôn. Bộ titanium. Một bộ này thì ghi đông này. Ghi đông titan này là 1.850.000 thì lấy cho các bác còn tròn 1.800.000 này. Hàng titan vũ trụ này. Một cái này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 1.850.000, lấy tròn 1.800.000 này. Pô tăng này, titanium này. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em nhé. Và hiện tại là bedan titan. Vâng, bedan titan thì hiện tại là họ thanh lý cho mình thì hiện tại là bên kho em còn đúng 2 đôi. Thì bác nào cần thì nhanh tay nhé. Bởi vì titan nium các bác bây giờ các bác đang hot hoàn hoạt luôn. Các bác đi xe carbon hay là xe titan các bác lấy gần hết rồi. Vâng.
hiện tại đang cháy hàng các bác ơi. Cho nên là các bác nào cần loại titanium hàng Nhật về thì alo trực tiếp cho em. Mẫu titanium này là mẫu cực kỳ là cao cấp và đẳng cấp nhất thế giới. Vâng, đây các bác xem mẫu pedal titanium hàng Nhật về và sản xuất trực tiếp. PT titanium là sản xuất trực tiếp tại Đức các anh nhé. Và siêu đẹp, siêu nhẹ và siêu xịn luôn, bền trăm năm luôn. Và thanh lý trực tiếp cho các bác một đôi này là 1.500.000. Thì hôm nay thanh lý cho các bác với giá là tròn 1.350.000 các bác nhá. Đây là và giờ là hai bên trái phải các bác nhá. Quá đẳng cấp quốc tế luôn, titan mà. Ở đây một chiếc nồi cơm điện Nhật về. Đây các bác xem luôn, một chiếc nồi cơm điện mà nhà em đang dùng, nó ngon, nó xịn như thế này. Vâng, đây là các bác có thể là thổi cơm trực tiếp từ trưa và ăn cả ngày luôn. Một chiếc nồi Juicy của con voi, hàng nội địa của Nhật. Vâng, đây là những cái nút hoàn toàn khởi động và ấn nút nấu cơm và giữ hâm nóng bằng tiếng Nhật. Rất ngon cơm. Vâng, đây. Vâng, cơm này thì các bác có thể là 5 người ăn thoải mái nhá. Một chiếc nồi Juicy nấu cơm cực kỳ là ngon. Đấy. Đây các bác có thể là cần nồi cơm điện thì alo trực tiếp cho em. Và em sẽ chọn lựa cho các bác những nồi cơm điện hàng rất ngon. Và cái này để sử dụng với dòng điện của nó là dòng điện 100. Các bác sử dụng cho mình một cái cục đổi nguồn từ 220 xuống 110. Đấy, rất ngon nhá. Và đây cơm thì nó nói chung là cơm, nồi cơm Nhật nấu cơm thì cực kỳ là ngon cơm. Vâng, đây ạ. Quá chất lượng luôn. Nó có thể giữ hâm nóng cho các bác khoảng tầm từ cả ngày luôn. Vâng, cả ngày luôn. Mà cơm vẫn còn ấm. Vâng, cơm vẫn còn ấm đây các bác này. Đấy, em cạo động vào thì nó rất hơi ấm. Nồi Juicy, rất ngon cơm. Đây là nồi này thì nồi dung tích của nó 1 lít. Các bác có thể nấu khoảng tầm 2,5 bò gạo hoặc là 3 bát gạo cho 5 người ăn. Vâng, 5 người ăn nhá các anh nhá. Nồi cơm điện Nhật chuẩn bị về một lô rất nhiều luôn. Vâng, nấu cơm rất ngon các bác nhá. Với chiếc nồi này thì thanh lý trực tiếp cho các bác một chiếc nồi Juicy con voi của Nhật này. Với giá là nồi này là thanh lý cho các bác với giá là 1.800.000. Vâng, 1.800.000 các bác nhá. Một chiếc nồi khá là đẹp luôn. Bác nào cần alo trực tiếp cho em. Là vâng, và bây giờ xin kính chào tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác cần gì thì alo cho em theo số 0913812236. Em ship code toàn quốc. Và kính chúc tất cả các bác một kỳ nghỉ hạnh phúc bên gia đình.